Nam mô A Di Đà Phật, chúng con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị gỡ giải cho mẹ của chúng con là Lương Thị Thuyết, pháp danh Liên Thuyết, 79 tuổi. Mẹ con đã tin tưởng, đã phát tâm niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. 20 năm trước, mẹ con có thờ tứ phủ, mẹ con đã từng hầu bóng, mẹ con có nhiều con nhang đệ tử. Rất may là mẹ con có một lần đi chùa thầy Giác Nhàn về, mẹ con đã ngộ ra được con đường niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con đã quay về thờ Tam Bảo, mẹ con đã giải hết thánh mẫu và bát nhang của các con nhang đệ tử mà trước đây đến cầu cúng ở đó. Bây giờ mẹ con đã chuyên nhất một câu A-di-đà Phật, quyết lòng cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mẹ con có nhiều lúc, mẹ con vẫn còn sợ lúc lâm chung thì sợ các vị mà mẹ con đã thờ cúng bao nhiêu năm về sẽ cản trở con đường vãng sinh của mẹ con, nên mẹ rất là lo lắng. Mẹ con cũng rất sợ, mẹ đã già không ai trông nom niệm Phật đường, nên mẹ cũng đã cúng dường cho một vị thầy. Vị thầy cũng khuyên mẹ cùng các con, cùng các cụ đến tu hành và ở đó hãy quyết lòng niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con không sợ bệnh, không sợ chết, không tham giữ tài sản, nhưng mẹ con vẫn còn giận và cãi cọ với bố của con mỗi khi bố của con uống rượu. Mẹ con còn thương nhớ một đứa cháu. Đứa cháu hiện đang sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ con đã sẩy thai một lần và phá thai một lần. Bây giờ mỗi lần niệm Phật, mẹ con vẫn hồi hướng cho các thai nhi của mẹ. Con xin thành tâm xin thầy khai thị cho mẹ của con, để mẹ của con buông xả được tất cả những gì mẹ còn lo lắng, còn sơ suất, để mẹ con vững vàng niềm tin, quyết một đời này vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Con cũng xin thầy điều giải cho chư vị oan gia trái chủ của mẹ con. Con thay mặt gia đình xin thành tâm tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mẹ Liên Thuyết ngồi chính giữa chắc phải không? Đúng không mẹ? Mẹ Liên Thuyết là ai đâu? Giơ tay lên người đại. Hay quá, mẹ có nhiều đức tính hay quá. Bảo đảm với mẹ, chư vị tứ phủ hỗ trợ cho mẹ không bao giờ ngài phá mẹ đâu. Đã là thánh phủ rồi thì các ngài toàn là những vị trưởng phu quân tử, chứ các ngài không xấu xa đến nỗi mà mình làm đúng mà các ngài lại tìm cách phá hoại mình đâu. Mẹ yên chi đi. Nếu mà các ngài biết được câu A-di-đà Phật giúp cho các ngài cũng được vãng sanh thành Bồ Tát Bất Thối Thành Đạo thì các ngài hình như cũng ngày đêm đang niệm Phật. Nếu các ngài chưa niệm Phật thì khi thấy cụ Diệu Thuyết niệm Phật thì các ngài cũng bắt chước theo, không có gì trở ngại. Chỉ mong cho cụ là mình thành tâm đem tất cả công đức hồi hướng cho các ngài, cảm ơn các ngài trong những lúc mà hỗ trợ cho mình trước đây. Cầu nguyện cho ngài sớm ngộ ra con đường đạo và đi niệm Phật vãng sanh. Nếu các ngài vãng sanh trước thì các ngài về giúp mình. Nhưng thường thường với phận làm con người, mang thì nó nhanh hơn. Mình thường thường là vãng sanh trước các ngài, mình sẽ hỗ trợ cho các ngài và các ngài sẽ hỗ trợ cho mình. Đem cái tình cảm ơn tri ân đối đãi với nhau nhất định không có gì trở ngại hết. Và hay một cái chỗ là khi cụ đi gặp thầy Giác Nhàn, tự nhiên ngộ ra con đường đạo, giải hết tất cả những việc thánh mẫu gì đó, để bát nhang gì đó. Đây là điều hay vô cùng, hay vô cùng. Và còn sợ cái đạo tràng của mình không ai giữ được sao mà cúng dường cho một vị thầy, mà một vị thầy đó khuyên cụ tiếp tục niệm Phật. Đúng là vị thầy đang tu chánh pháp. Việc làm này do ông xin vỗ tay. Thôi xin cụ Liên Thuyết vỗ tay đây. Giỏi quá, giỏi quá. Như vậy rõ ràng là mình niệm Phật thì nhất định không ai cản trở. Mình niệm Phật chí thành thì có chư Bồ Tát tới gia trì cho mình. Cụ suy nghĩ thử coi, các vị thần đó mà gặp chư vị Bồ Tát, chẳng lẽ các ngài qua quyền được các vị Bồ Tát sao? Huống chi một người thành tâm niệm Phật thì được Phật lực gia trì.
Mà trong kinh A-di-đà, Phật có nói là người niệm Phật được chư Phật mười phương hộ niệm nữa. Chư vị thử nghĩ thử coi, nếu mà một người quyết lòng niệm Phật thì có ai có thể phá hoại được mình? Chỉ vì mình niệm Phật không chân thành, mình niệm Phật không tin, mình niệm Phật chưa gì mà đòi mình chứng này chứng nọ, rồi khoe này chứng này chứng nọ. Vô tình mình đã đi sai mất con đường đạo. Mà sai mất con đường đạo cho nên mất sự giá trị của chư Phật chư Bồ Tát, mình mới bị nạn mà thôi. Mong cho cụ Liên thuyết nhớ kỹ như vậy. Cho nên người nào thành tâm niệm Phật thì chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát gia trì, chư thần bảo vệ cho mình. Các vị thánh tứ phủ đều là các vị thần, gọi là thiện thần, có phước báo các ngài gia trì cho mình, hoàn toàn không có gì cả. Nhất là những chuyện mà con nhang đồ đó, cúng nhang đồ đó bỏ đi là đúng. Đây là cái đạo mà không phải là đạo giải thoát, mà cái đạo theo các vị thần nó chịu nạn trong cảnh khổ đau. Chúng ta bỏ đi là đúng. Và khuyên những người mà đổi nhang đồ đó cứ thành tâm niệm Phật, đem tất cả công đức hồi hướng cho chư vị đi, hồi hướng những người có duyên cho mình đi, hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình đi, quyết lòng thành tâm khẩn thiết sám hối tội tình, rồi quyết lòng niệm Phật chờ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với cụ Diệu Thuyết, tất cả đều an lành, tất cả đều thuận duyên, tất cả đều được chư hộ pháp bảo vệ. Chư vị nên nhớ, người niệm Phật có những vị hộ pháp rất lớn luôn luôn sắc bên cạnh bảo vệ mình, thành ra được an vui và sau cùng được vãng sanh. Như vậy thì xin hỏi bác Liên Thuyết nhé, quyết chí niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Quyết không? Bao nhiêu người trong anh có đưa tay lên, có vỗ tay không? Vỗ tay. Có nhất trí không? Nói một người tức là nói cho tất cả mọi người, ai ai cũng vậy hết. Người nào niệm Phật, người đó đi về Tây Phương, dẫu cho tội trước sâu nặng như thế nào, dẫu cho một đời mình mê mờ làm như thế nào, hãy thành tâm sám hối đi, nhất định được vượt qua tất cả ách nặng của nghiệp trước, đi về Tây Phương thành đạo. Chính vì thế mà cụ Liên Thuyết này, thừa tư phụ không sao, hầu đồng cũng không sao, bây giờ mình cứ mạnh dạn một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương, giúp cho tất cả các người hồi đồng đó ngộ ra con đường vãng sanh, cùng về Tây Phương giúp đỡ chúng sanh mạnh hơn, vững hơn, là chuyện hồi đồng. Chịu chưa? Vững đàng chưa? Có đồng ý giơ tay lên không? Như vậy thì cụ rõ ràng là không có cái gì khổ cả. Ông cụ lâu lâu uống rượu một chút, mình nhẹ nhàng chút thì ông cụ hết uống, chứ không có gì cả. Mấy người uống rượu mà mình la người ta uống dữ nữa, cho nên không la. Phải không? Phước ai nấy hưởng, đường ai nấy đi. Ai tu, nếu mà cụ tu, cụ quyết lòng tu thì tự nhiên cụ bỏ rượu xuống, cụ bê cái câu A Di Đà Phật lên, cụ gắn vào tâm, cụ niệm Phật, cụ cũng được vãng sanh. Chứ nếu cụ cứ cụ uống rượu, rượu thì chừng lên chừng sau cùng rồi cái cụ cũng khò mất cái thời, làm sao được. Nhớ là ai tu cũng được vững vàng. Và hay một cái, cụ đã một lòng sảy tay, cụ cả một lòng phá thai, bây giờ thành tâm hồi hướng công đức cho thai nhi. Khi cụ vãng sanh về Tây Phương thì những thai nhi đó là con của một vị Bồ Tát, nhất định phải siêu thoát qua các cảnh khổ, và sau này mình còn đầy đủ cơ hội để cứu độ những vị này. Nói chung tất cả đều ở một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương thành Bồ Tát, tự nhiên cụ Liên Thuyết sẽ giải quyết tất cả mọi chướng nạn, không còn gì nữa cả. Chịu không? Vững chưa? Vui vẻ chưa? Mong cho cụ Liên Thuyết sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sớm thành đạo quả,
nguyện cầu cho chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử lương thị thuyết pháp danh liên thuyết, hãy cùng nhau buông xả tất cả oan thù, cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương, quyết định chúng ta tranh thủ một đời này đi làm đạo thành Phật để cứu độ chúng sanh nhé chư vị. A Di Đà Phật. Thưa thầy, cụ còn thương nhớ một đứa cháu ở trong miền Nam nữa ạ. Một đứa cháu đó không có phải là cái chỗ mà mình phải chịu, đó là nghe cậu, cậu phải đi về Tây Phương, thầy cậu là cái nguồn cứu độ, không phải một đứa cháu mà tới hàng vạn đứa cháu trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhất định đi về Tây Phương Cực Lạc rồi thì cũng có cái thần thông đạo lực vô cùng nhiễm màu, biết được vô lượng kiếp về trước mình có bao nhiêu đứa cháu. Bây giờ hỏi cụ liên trước nha, cụ có bao nhiêu đứa cháu, tất cả kể cho dọc ngày đi. Nhất định không phải là một đứa ở Sài Gòn đâu nha, mà 100 đứa khác ở chỗ khác, 1000 đứa nọ ở chỗ khác, 1 triệu đứa khác nữa, nhiều khi ở trong những cảnh giới khổ đau kinh khủng lắm. Có thể có những đứa cháu không phải là người, có những đứa cháu ở trong hàng ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh nhiều vô cùng nhiều, con cháu nhiều vô cùng. Chỉ cần cụ vãng sanh lên một cái, bao nhiêu những đứa con đứa cháu dòng họ của mình thoát nạn tam độ. Cụ thấy cái mức cứu độ của một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chưa vậy. Vậy thì đâu có thế nào nữa, một đứa cháu mà mình ăn gì đó ấy nấy do dự để mình mất bạn. Mong cho cụ liên thuyết nghe những lời này an lòng niệm Phật, niệm Phật xong rồi thì đứa cháu tự nhiên thấy vô cùng vinh hạnh, tại vì bà ngoại bà nội của mình thành Bồ Tát rồi. Chịu không cụ liên thuyết? Chịu không tất cả chứ vị? Quyết lòng nhé cụ ông, phía sau nữa quyết lòng đi thành Phật hết nhé. A Di Đà Phật. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ may mắn lên. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trường hợp vừa rồi là trường hợp cuối cùng được khai thị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong danh sách ngày hôm nay chúng con còn lại camera Trịnh Thị Tân, thì chúng con xin chuyển tới buổi khai thị ngày hôm sau. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di